Chào anh em nha, chào anh em đang xem cái clip này của mình. Thì mình xin giới thiệu mình là Tiến. Số điện thoại để liên hệ với mình là 0706222435 nha. Thì hôm nay mình về được mấy con súng bắn đạn cao su. Đây là những dòng súng bắn đạn cao su cao cấp của bên shop của Tiến. Thì trước tiên là mình vào mình giới thiệu đây là con Berada. Con này là thì con này mình cũng mới nhập mà mới lấy về lần đầu tiên luôn. Đấy, Berada. Thì cái băng của nó là được mình đọc cái thông số tiếng Anh nên mình cũng lười dịch lắm. Tại con này mình mới về lần đầu tiên à. Mình nhét thì tầm khoảng 6-7 viên gì đó, nó cứng rồi. Nhưng mà không biết là khi nó giãn cái băng ra thì nó có thêm được nữa hay không. Tại cái thông số ở trên nó cứ bằng tiếng Anh, mình thì mình lười dịch. Nó có hộp rồi nó có cái sách hướng dẫn sử dụng đó. Nếu mà anh em nào mua về thì mình chịu khó, mình giỏi tiếng Anh hay mình chịu khó dịch thì mình biết nha. Tại mình nhập về lần đầu tiên đó, đây là con Berada đấy. Cái băng của nó thì như vậy thôi. Thì nó full màu đen hết. Đó, mình cái dòng này thì mình về được hai mẫu, một mẫu là S56, một mẫu là S56, nó cũng đều là bắn đạn cao su 9mm hết. Thì nhìn nói chung là nhìn nó cũng nhỏ gọn vừa tay lắm. Gấp viết đồ thì nó cũng ok hết chứ không có gì. Còn một cái mẫu nữa là Z88. Z88 nó cũng là Berada luôn, nó cũng là bắn đạn cao su 9mm. Để mình giật nó ra hết đây. Thì trước khi mình vào, nãy giờ mình quên nói về cái cách giao dịch của shop mình nữa. Mình nhắc lại một lần nữa nha, cái cách giao dịch của shop mình nè. Thì shop mình chỉ bán chuyển khoản hết 100% thôi, không có nhận ship code, cũng không có giao dịch trực tiếp nha. Anh em mình lưu ý giúp mình nha, cứ lấy hàng thì cứ tham khảo cho kỹ, từ từ anh em mình cái nào mua từ từ, mình chịu khó mình xem video mình theo dõi đi đó, được thì mình lấy, tại vì số tiền mình bỏ ra mà. Cũng đừng có gấp. Gấp thì nói chung là ở trên mạng thì cũng nhiều thành phần, nhiều người lắm chứ không phải ai cũng bán hàng thật sự nên này, mà là mình chia sẻ luôn nha. Nên trước khi mua hàng anh em mình tìm hiểu kỹ. Đó, rồi thì cái con này là cái con Z88 nè, nó cũng chung hãng với cái con Berada lúc nãy á. Nó cũng là bắn đạn cao su 9mm luôn. Đó. Nhìn thì nó con này mình thấy nó giống như là cái con gì ta? Glock. Nhìn nó giống cái kiểu như Glock vậy. Nó cũng là búa đập ở phần bên trong, nó không có lòi ra ngoài. Nhìn cán cũng tựa như Glock nhưng mà ở trên thân thì nó có góc cạnh nhiều hơn, nó họa tiết hơn. Thì để mình nhét đạn vô xem được mấy viên. 1, 2, 3, 4. Cho anh em mình nhét đạn thì cứ từ từ thôi nha, lúc đầu thì có thể hơi khó nhưng mà từ từ thì nó quen, làm cũng thao tác cũng nhanh lắm. Chứ không có gì, nó cũng rất là đơn giản. Lúc đầu thì cái băng của nó còn cứng, thì lúc sau mình xài thời gian thì cái lò xo bên trong nó giãn ra thì mình nhét đạn nó được dễ hơn, nó nhẹ hơn nha. Nãy mình nhét nhiều ta, 7 viên rồi, 8 viên gì rồi. Để mình nhét tiếp nó thôi, được mà cứng quá thôi lấy ra đi. Thì mà cứ mình cảm thấy cứng tay thì thôi mình dừng lại nha, mình đừng có cố mình nhét. Mình nhìn trên thông số nó nhét được 10 mấy viên, cứ đè vô mà nhét thì nó cũng không tốt. Tại vì lúc đầu nó mới mà nó còn cứng. Mình giật mình lấy ra, nó cái gấp mình chỉ giật mình lấy ra thôi. Gấp thì nó không tốt nè, mình làm phải dứt khoát nè, giật ra. Mình chú ý nha, mình lấy ra hết nha, mình dở ra mình coi nó như thế đó thì nó mới là hết đạn trên nòng đó. Mình nhìn mình coi cho kỹ, nhiều khi là nó cái đạn nó còn một viên ở trên nòng á, thì như thế mình giật ra để vô tình búa đập nó đã lên rồi, nó rất là nguy hiểm nha. Tiếp theo thì mình giới thiệu với anh em mình con này là con retire 84 nha. Thì nó được con này là sản xuất ở Italy. Con retire 84 thì cái cán của nó là ốp gỗ luôn, ốp gỗ rồi trên full kim loại hết, cán thì là ốp gỗ, đây là gỗ thật nha. Con này thì nó rất là nhỏ,
nó không không phải là nhỏ đâu, nó rất là vừa tay, nhìn cái kiểu nó gọn lắm, nhìn nó cầm thì nó đầm tay. Đây con vị tay 84 nè, bắn thì sướng, băng đạn của nó là được 7 viên á, mình nhắc vô là được 7 viên ha. Vị tay 84 nè. Thì trên mỗi một cái thân một cây thì nó có điều cái mã số khác nhau, mỗi cái cây thì súng thì nó có mã số khác nhau hết, không có cây nào giống như cây nào đâu. Vị tay 84 đây là cái nơi cái thương hiệu của nó, cái nhà sản xuất á, có cây súng vị tay 84 này. Thì mình nó cũng có khóa an toàn, đừng bấm mình lấy đạn ra thôi nha, để mình nhét đạn vào. Thì mình cũng xin nhắc lại về cái cách giao dịch của shop mình một lần nữa nè. Thì shop mình chỉ có một cách giao dịch duy nhất là chuyển khoản ngân hàng. Anh em mà muốn ship code hoặc là muốn giao dịch trực tiếp thì vui lòng qua shop khác hỏi giúp mình. Mình xem video của Tiến thì trên tinh thần là xem vui, xem giải trí thôi. Còn muốn mua với cái hai cái hình thức mà ship code hoặc là giao dịch trực tiếp á, thì mình nên mua ở shop khác nha. Tại vì Tiến không có làm cái hai cái loại hình đó ha. Mình chỉ chuyển khoản rồi mình gửi hàng thôi. Những cái hàng mình về á, thì đa số á, là có khách đã order trước hết rồi, đặt trước hết rồi, mình về là mình gửi khách trước nha. Thì mình quay để mình giới thiệu mẫu cho anh em, hoặc là cũng còn lại một ít thôi. Anh em nào lấy thì cứ gọi điện trực tiếp cho mình, nếu còn thì mình báo, nếu hết thì anh em mình order thì cứ đợi. Thì thời gian tầm khoảng 10 mấy ngày gì đó thì có hàng, tùy giờ lúc hàng nó đi nhanh hay chậm nữa. Nhưng mà chỉ dao động trong khoảng thời gian như thế là có hàng cho anh em mình luôn. Để mình lấy đạn ra thì nó chưa có được, cái con này mình chưa có bắn nên nó còn hơi lò xo, thế nào nó còn cứng lắm. Thấy dầu giết rồi vô mà xài là mình phải bảo dưỡng cái con hàng của mình chơi cho nó ok, chứ không phải mua về là mình quăng mình giục là nó không được tốt, không có gì là vĩnh cửu vĩnh hằng hết. Rồi mình kết thúc cái video tại đây đi. Anh em mà xem video của mình á thì cho mình một cái nút đăng ký kênh để khi mình ra những video mới anh em mình xem được ngay luôn. Rồi mình xin chào và xin tạm biệt tất cả anh em nha. Chúc anh em một ngày mới vui khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Rồi mình xin cảm ơn.